mẹo giặt tâm linh để tránh bị ma theo, vong ám hoặc tránh xui xẻo. Hiệu quả mà không mất lòng người đã khuất. Thứ nhất, gặp ác mộng, nửa đêm bừng tỉnh thì sáng hôm sau tỉnh dậy, hãy thổi 3 lần vào gối để xua tan niềm dữ. Thứ hai, nếu buôn bán, công việc không thuận lợi trong vòng hơn 6 tháng, thì nên đi du lịch xa hoặc chuyển nhà để thay đổi vận khí. Thứ ba, cả nhà khi đi chơi, du lịch, công tác, thăm quê trên 3 ngày, thì sau khi quay về nhất định phải gõ cửa, gõ xong chờ một lát rồi mới bước vào. Thì nhà vắng người sẽ có khách viếng thăm, gõ cửa để báo hiệu cho họ rời đi. Đây là mẹo nên tránh để không bao giờ gặp ma. Thứ bốn, khi thuê phòng nghỉ, khách sạn trước khi vào nên gõ cửa, hoặc dùng bật lửa đốt rồi khua trước cửa phòng vài lần. Thứ năm, trong nhà có trẻ nhỏ dưới 3 tuổi mà hay khóc quấy thì ôm đứa trẻ ra khỏi nhà, rồi quét dọn sạch sẽ, bế về thì đi ngược để hứng dương khí, xua âm khí.